Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Dũng Nội Địa Nhật Đất Đi. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm giá rẻ. Đó. Ad thì em có rất nhiều loại đây nhé. Anh em cần loại nào cứ liên hệ với em thôi. Em có rất nhiều loại luôn. Đó. Mọi người thì cứ liên hệ với em. Em có các loại luôn nhé. Ad cọc qua cái đây. Và đây là cái dòng Wi-Fi nhé. Đó. Rồi, đây cái sản phẩm em giới thiệu mọi người đây nhé. Đây chính là cái sản phẩm này em sẽ giới thiệu mọi người. Đó là cái dòng ad vuông hai cực. Đó, đây. Em sẽ bóc một số chiếc ra cho mọi người xem nhé. Đây là cái dòng ad vuông hai cực nhé. Cái này thì nó chỉ có hai chân bắt vào thôi. Đây, hai cái chân bắt vào thôi nhé. Đấy, dưới này cũng hai chân ra. Cái loại này là loại 30A nhé. Đó, dòng gió 35B. Đó. Đây, cái tiếp theo đây. Đây, cái này 30A, dòng gió là 35B. Đó. Đây, tiếp tục lấy một cái lưỡi cho mọi người xem nhé. Đấy, tất cả cái dòng này nó chỉ có hai cái chỗ chân bắt vào thôi, chứ không phải là ba chân. Đó. Đây là những ad dùng điện 220 Việt Nam mình nhé. Đây, 30A dòng dò 30mA. Đó, phù hợp cho những gia đình có lượng thiết bị điện vừa phải. Đây, đây là một cái của hãng Lito này. Đây, quay mọi người nhìn kỹ nhé. Đấy, chân vít của nó đây, bắt vào hai đầu trên này. Đó. 30A, dòng dò 35B, hãng Lito. Đấy, cái hãng này thì nó ghi rõ là hãng Lito thì em đọc được, chứ một số cái hãng mà ví dụ như những hãng như này. Đây. Ví dụ như những hãng như này nhé, thì nó toàn chữ Nhật thôi thì em cũng không đọc được nó là hãng gì, chỉ biết là nó là hàng nội địa Nhật thôi. Đây, như cái hãng này cũng như vậy, toàn viết chữ Nhật thôi nhá. Đó. Thì cái số lượng này em không có nhiều, em có khoảng 20 chiếc. 20 chiếc. À đây, cái này vừa nói với mọi người là không biết hãng gì nhưng mà đã nhìn thấy chữ Toshiba đây. Cái này nó là Toshiba nhá. Đấy, Toshiba. Đó. Để em tìm xem có loại nào. À đây, có một chiếc này nữa. Chiếc này thì nhìn thấy ngay. Đây. Chiếc này là hãng của Panasonic nhé. Panasonic. Đó. 30A. Đấy, dòng dò 30mA. Đấy, sử dụng cho gia đình có lượng thiết bị điện vừa phải. Chung là đẹp nhé. Đây còn một cái thương hiệu nữa nhưng mà họ viết toàn bằng ngôn ngữ của tiếng Nhật thôi. À đây có nhìn thấy chữ nhỏ đây. Có chữ nhỏ đây nhé. Cái chữ nhỏ đây. Mọi người nhìn thấy chữ đây, em quay rất sát rồi nhé. Đó, Kawamura. Đấy, Kawamura. Còn đây là cái mã sản phẩm đó nhé. Số sản phẩm 30A, 30mi. Đó. Để em xem cái loại này nó là cái gì đây. Cái này thì họ không ghi ra, dịch ra kiểu ngôn ngữ có tính Anh nên ra là sẽ không đọc được nó là cái gì. Đó, nhưng nói chung là rất đẹp nhá. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất đẹp. Bây giờ em sẽ test thử một số cái cho mọi người xem nhé.
Đây, em sẽ test luôn. Đó. Đây, để sát bóng điện cho mọi người thấy nhé. Đây, để này mọi người nhìn chưa? Đó. Thì đây là nút test nhé. Đây là nút test này. Đó. Chức năng chống giật cũng hoạt động rất tốt nhé. Những cái dòng này thì nó hay là thường thường nó hay nhạy hơn những cái loại khác. Đó. À, tay em che bóng điện rồi. Chức năng chống giật này, độ nhạy của áp này. Đó. Rồi, để em đảo ngược lại đây này. Thôi em làm này cho nó nhanh thôi chứ vặn vít đi vặn lại nó lâu mất nhiều thời gian. Đó nên là nó sẽ hơi ngược tay một chút. Đó. Đây đảo dây nhá. Bây giờ dây nửa chuyển máy này rồi nhá. Đó, bóng điện chỉ lóe sáng cái ngắt ngay nhá. Đó. Rồi, tiếp tục em sẽ test một cái nữa là cái của hãng Lito này nhé. Hãy vặn ốc cho nó tiếp xúc chặt các cái tiếp điểm nó lại. Đây, bây giờ ấn nút test này nhé. Đó. Đây, bây giờ test độ nhạy này. Đây, mọi người nhìn rõ ạ. Đây, đó, rất chỉ nhạy luôn. Tiếp tục còn đảo ngược dây này để chứng minh là cái áp này đấu dây biên độ cũng được. Đó. Đó. Đấy thì áp dùng rất chỉ là tốt luôn. Thì đấy em cũng công bố giá bán luôn. Thì cái áp này em đang bán với giá là 135.000 một chiếc nhé. 135.000 một chiếc nhé. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển hết bao nhiêu thì người mua trả nhé. Đó. Rồi, tiếp tục giới thiệu mọi người cái dòng áp lần trước đã quay và giới thiệu rồi. Đó. Đây. Em còn một số chiếc nữa thôi nhé. Đây thì cái dòng áp lần trước đã giới thiệu mọi người đây chính là cái dòng áp này nhé. Đây, dây bóng vẫn còn bọc nguyên đây. Đó. Thì cái này nó còn đầy đủ các lấy cài nhé, đầy đủ tất cả luôn. 32A lấy cài đây. Đấy, lấy cài sau đầy đủ. Lắp đậy đây. Đây, lắp đậy đi nhé. Đó. Thì cái dòng áp này mọi người đóng mạnh tay lên nhé. Đó. Đóng mạnh tay lên, cái dòng nó rất chắc chắn. Đó. Đấy. Thì đây còn đủ nắp bịt đấy nhá. Trông rất trẻ đẹp luôn. Số lượng thì không còn nhiều. Đấy, anh em cần loại nào thì hãy liên hệ với em nhé. Đây, hãng Mitsubishi 32A. Đấy, dòng dò 30mA, điện từ 100 đến 230V. Đấy, cái mặt này của nó thì mặt bằng cái mặt nhựa này, họ in trực tiếp đây, nó không phải là giấy này. Đó. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái lần trước một số anh em hỏi là cái chỗ này tháo nào đây nhá. Đây chính là cái chỗ tháo rồi nhá. Tháo thì anh em kéo này ra này. Đấy, lấy cái móng tay này kéo ra là nó nối lên thôi. Đó. Đây như thế này, kéo nó ra này nhá. Đây này, mọi người dùng cái móng tay này kẹp nó vào này, nhấc ra này. Đấy. Nó có ở đấy có một cái lẫy. Đây, bỏ ra nó sẽ như này nhá. Đấy, chân ốc thì sáng loá. Đó. Vặn lại cho nó chặt này. Và em cũng sẽ test một chiếc này để cho người xem luôn nhé. Thì chiếc này em đang bán với giá là 190.000. 190.000 nhé. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, bây giờ em sẽ test luôn. Đấy, để cái này cho mọi người dễ nhìn. Đấy. Đó. Chức năng chống giật hoạt động rất tốt nhé. Đây, độ nhảy nó đây. Đó, bóng điện lóe sáng cái cỏ ngắt ngay nhá, đảo ngược dây này. Đấy, đảo đầu dây nhá. Bây giờ dây nửa chuyển mé này thì em sẽ thử mé này. Đó.
Thì tất cả tính năng chống giật của độ nhạy của app hoạt động rất tốt nhé. Vậy thì em hôm nay video này em sẽ giới thiệu mọi người hai loại app này. Đấy, mọi người cần thì liên hệ với em nhé. Em giới thiệu giá là cái dòng app vuông 30A này thì có giá là 135.000. Và cái dòng app đẹp này 32A này thì 190.000 nhé. Thì cái video tới thì em sẽ giới thiệu mọi người cái dòng cassette lan truyền. Đấy nhé, cassette lan truyền. Video tới em sẽ giới thiệu mọi người. Đấy, có một số loại như vậy. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã coi video. Mong mọi người hãy ủng hộ em bằng cách là cho em xin một like. Và anh em nào đang xem mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Hẹn mọi người video sau. Xin chào mọi người ạ.